Minasan, Chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật cùng Ánh Sensei Đây là video đầu tiên trong chuỗi video ngữ pháp N1 Ở trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngữ pháp Nimo Hodogaru Nhưng mà trước khi đi vào chi tiết thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một câu chuyện nhỏ sau đây nhé À, chúng ta thấy là có một chàng trai đang gặp một người vô gia cư ở trên phố đúng không? Trong bộ dạng người vô gia cư rất là nghèo khổ Và ông ấy nói với lại chàng trai là <laughs> tôi ba ngày nay chưa có gì bỏ vào bụng tôi chưa được ăn cái gì hết bởi vì tôi không có tiền và thấy người ta nghèo khổ như vậy chàng trai vốn là một người tốt bụng đã động lòng chắc ẩn đưa hết toàn bộ số tiền của mình cho người đàn ông và nói là zembu ông hãy nhận lấy toàn bộ cái số tiền này và sau đó thì chàng trai đi gặp uh, bạn gái không biết nói gì hơn đến phần thanh toán thì cô gái là phải phải là người thanh toán bởi vì toàn bộ số tiền là bạn ấy đã cho cái người vô gia cư rồi cô gái nói là okanjo onegai shimas làm ơn cho tôi thanh toán thì cô gái nói với lại người nhân viên phục vụ như vậy và trong đầu cô gái có nghĩ một câu như thế này đó là xin uh, xét xử nimo hodo ga aru mataku uh, chúng ta có từ xin xét sự là tốt bụng tử tế hoặc là thân thiện đúng không thì đặt vào cái ngữ cảnh của cái câu chuyện này chúng ta có thể hiểu là cô gái đang nghĩ là uh, à tốt bụng tử tế thì cũng vừa phải thôi chứ cũng có gì đấy cũng có giới hạn thôi chứ cũng có mức thôi chứ thật là bó tay với người bạn trai của mình đúng không đấy vậy thì trong buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu ngữ pháp nhì mộ Hồ đô ga đự nhé uh, hy vọng là không có ai tốt bụng quá mức như anh chàng này Đầu tiên đó là về mặt ý nghĩa y mỉ. Thì nghĩa của mẫu câu này đó là có thì cũng có mức độ thôi, có thì cũng vừa phải thôi, hay là quá là ở phần ngoặc này sẽ là tính chất. Ví dụ như là trường hợp đô nhiêu ở phía trên ấy, đấy là có tốt bụng, có tử tế thì cũng có mức độ thôi, có tốt bụng, có tử tế thì cũng vừa phải thôi, hay là quá là tốt bụng, quá là tử tế, nó mang kiểu màu sắc nghĩa hơi tiêu cực. Cách sử dụng này, thường sử dụng trong trường hợp trách móc đối phương khi phát ngôn hoặc là hành vi của họ vượt quá mức độ cho phép thông thường. Chẳng hạn như tình huống phía trên thì cái hành vi cho toàn bộ số tiền mình có cho người khác. Đúng nhỉ? Nếu như mà chúng ta chỉ cho một ít thôi thì là được, theo cô gái là được. Thế nhưng bởi vì đã cho toàn bộ như vậy thì là nó vượt quá cái mức độ cho phép rồi. Có thể cho mức độ cho phép này là mức độ cho phép của cô gái với người bạn trai thành ra là cô ấy gì đấy cô ấy cảm thấy gì nhỉ cái hành vi đấy ấy là không hợp lý tiếp theo toàn thể câu thể hiện sự bất mãn phê phán chỉ trích và mang màu sắc tiêu cực cho dù đi với những từ thể hiện tính tích cực đi nữa thì chúng ta vừa thấy là ở trong mẫu câu từ chúng ta sử dụng đấy là từ xin xét dự từ xin xét bình thường nó sẽ mang nghĩa là tốt bụng tử tế thì hoàn toàn mang nghĩa tích cực đúng không ví dụ như là xin xét dự ni sự là đối xử tốt này hay là xin rất là là người thân thiện người tốt bụng thế nhưng mà khi đi kèm với mẫu câu này ấy, nó thành xin rất sự mộ hồ đô được thì nó lại thành mang tính chất như kiểu là cái sự trách móc chỉ trích ấy có tốt bụng thì cũng vừa phải thôi à, có một biểu hiện mang tính quán ngữ quán ngữ có nghĩa là cái biểu hiện mà người ta được người ta dùng như một thói quen như một cái phong tục tập quán định hình ăn sâu bám đễ vào tiềm thức rồi đây là mẫu Uh, jo dang ni mo hodo ga aru. Chúng ta biết từ Jo có nghĩa là đùa rồi đúng không? Thì cái mẫu câu này, cái cụm cụm từ này nó sẽ mang nghĩa là đùa thì cũng có chừng mực thôi, đùa thì cũng vừa phải thôi. Đó là phần uh, cách sử dụng nhé. Các bạn hãy lưu ý. Uh, tiếp theo chúng ta đến với phần sệt dốc cự và phần đê bưng. Bình thường ở trong các giáo trình ngữ pháp hoặc là các bài giảng trước đây của sensei thì hay tách phần sệt dốc cự ở phía trên và đằng sau sẽ là đê bư thế nhưng bởi vì là cái phần sensei giúp cự phần cách uh, cấu thành ấy nó khá là khó nhớ cho nên sensei tách chi tiết và đi kèm với mỗi một cái cách cấu thành thì sẽ là một câu ví dụ tất nhiên là sẽ bỏ những cái cách cấu thành mà ít dùng uh, đầu tiên chúng ta sẽ có dạng động từ thể từ điển veru cộng với nimo hodogaru đấy động từ thể từ điển các bạn sẽ ghép trực tiếp với lại uh, ni mô hồ ga được ví dụ này mà ta ư số cả ưu số chứ cứ ni mô hồ ga được rồi là gì đấy à lại nói dối nữa à nói dối thì cũng vừa phải thôi chứ nói dối thì cũng có mức độ thôi chứ tiếp theo chúng ta sẽ có dạng động từ thể nay sẽ ghép trực tiếp với lại ni mô hồ ga được Đấy, động từ thể nay nhé các bạn ghép trực tiếp này ví dụ như là ano oyako nite nai mo hodo ga được có nghĩa là uh, cha con hay là mẹ con nhà kia kìa Đấy uh, bình thường thì nếu như thể từ điển chúng ta hay dịch là uh, cũng vừa phải thôi hay có cũng có mức độ thôi nhưng mà trong trường hợp là bên nay nếu chúng ta dịch như vậy thì nó sẽ hơi 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 hen hơi okashi một chút chẳng hạn như các bạn mà dịch như vậy nó sẽ thành là có không giống nhau thì cũng có mức độ thôi chứ thì tất nhiên là cái nghĩa thì nó vẫn vẫn là như thế thôi nhưng mà nó sẽ không được hợp lý lắm thì thông thường với tình huống với trường hợp mà động từ dùng thể ấy các bạn là nên sử dụng cái cách dịch là quá là nhá Đấy. cha con nhà kia hay là mẹ con nhà kia quá là không giống nhau tiếp theo này chúng ta sẽ có tính từ đuôi y sẽ cộng với lại ni mô đô ga được Ví dụ như là Sonna mono ni inochi kakeru nante Bakabakashi ni mo hodogaru. À Ở đây có cái nante Nante có nghĩa là, cái kiểu, là cái, cái kiểu đâu mà Cái thể loại mà đúng không à, Kakeru ở đây là đặt cược Inochi là cái tính mạng mạng sống À Kiểu đâu mà đặt cả cái tính mạng của mình Đặt cược cả cái sinh mệnh của mình Cái mạng sống của mình với cái thứ như thế kia Đấy, cái sonna mono này có thể là một cái thứ không đáng Một cái thứ rất là 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 vô giá trị giá trị thấp đấy cái kiểu đâu mà đặt cược cả mạng sống với thứ thế kia có ngu đúng nhỉ ba cờ chúng ta biết bình thường là ngu rồi nhưng mà cái dạng tính từ đuôi y là baka bakashi nó là nó cũng như thế nó kiểu là ngu ngốc ngông nghếch ấy có ngu thì cũng có mức độ thôi chứ tiếp theo chúng ta có tính từ đuôi y nhưng mà ở dạng phủ định thì các bạn sẽ bỏ y và thêm cứ nay ghép trực tiếp với lại nhì mộ hodogaru đấy ai à, nhá, bỏ y và thêm cứ nay, nó chính là dạng phủ định của tính từ đuôi y đấy. Ghép với lại cái mẫu câu này. Chẳng hạn như là à shujinko ga totsuzen gakusei shite saikyo no teki o ippatsu de taoshite shimau. Conna tenkai no story wa omoshiroku nai ni mo hodo ga aru. À shujinko là nhân vật chính, nhân vật chính ấy thì đột nhiên là thức tỉnh. Đấy. và một phát đúng không? Một phát có thể là một 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 cú bắn hay là một cái một phát đánh đấy đã gì đây đã hạ gục đúng nhỉ kẻ địch siêu mạnh rất là mạnh cái này chúng ta gặp rất là nhiều trong các uh, bộ phim siêu anh hùng hoặc là gì nhỉ hoặc là trong các uh, bộ manga đúng không nhân vật chính bị đánh te tua bầm dập và sau đó là đột ngột thức tỉnh và có thể uh, ngay lập tức đánh bại được kẻ địch mạnh đấy thì tình huống là như này nhá và người ta nói rằng ấy cái câu chuyện đúng nhỉ? cái câu chuyện với cái với cái tên cải, với cái diễn biến với cái cách triển khai như vậy thì nó quá là không thú vị. Đấy. các bạn lưu ý là tính từ đôi y chúng ta cũng cũng dịch là quá là quá là không thú vị. nếu dịch là ừ, không thú vị cũng có mức độ thôi chứ thì thực ra cũng được. thế nhưng mà các bạn có thể thay đổi cách dịch tí một chút. như vậy chúng ta đã đi với lại động từ và tính từ đôi y tiếp theo sẽ là tính từ đôi na này. tính từ đôi na thì các bạn lưu ý là bỏ na và cộng với ni mộ đô ga được, ví dụ như là yu ite itte tachi saru to wa musekini ni mo hodo ga aru. Ở đây các bạn thấy có ngữ pháp đá kê có nghĩa là uh, làm cho đã, đúng nhỉ? Nói cho đã, rồi ta chi xa rồi 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 chuồn, rồi chạy, rồi biến. Nói cho đã rồi biến, thật quá là vô trách nhiệm. Đấy. Vô trách nhiệm thì cũng vừa phải thôi chứ, vô trách nhiệm cũng có mức độ thôi chứ tính từ đôi na thì cũng có thể đi kèm với dạng phủ định thế nhưng mà trong trường hợp này nó là cách kết hợp ít dùng cho nên ở đây cc không đề cập nhé và cách kết hợp cuối cùng đó là kết hợp với danh từ danh từ cộng với nhí mộ hồ đô ga được chẳng hạn yasu karate kai sugi mộ hồ đô ga nhó ở đây các bạn có cái karate đây chính là karatoite có nghĩa là mặc dù mặc dù là rẻ đấy nhưng mà mua nhiều thì cũng có mức độ thôi chứ ở đây dùng dạng danh từ nếu các bạn dùng động từ nó sẽ thành cai sứ ghi đự. Nhưng mà có, có thể dùng dạng danh từ là cai sứ nghi Danh từ có nghĩa là cái sự mua nhiều, cái sự mua uh, vượt mức. Đấy. Dù là rẻ thế nhưng mua nhiều cũng có mức độ thôi. Thì đó là gì nhỉ? Các cách kết hợp của mẫu câu này và các ví dụ. Các bạn hãy lưu ý uh, có thể học thuộc các uh, ví dụ này hoặc là thay đổi một chút để tạo ra những cái câu của chính bản thân mình để tạo ra cái cách học, cách nhớ tốt nhất nhé. Thì uh, Trước khi kết thúc mẫu câu chúng ta sẽ đi vào phần siêu luyện tập Đấy. Ở đây là một phần rất là mới uh, Giúp các bạn có thể kiểm tra lại kiến thức Cũng như là thực hành Cái uh, kiến thức mà mình đã học Ở đây sẽ có một câu tiếng Việt đó là Mai có bài kiểm tra mà lại chẳng theo học hành gì Lười cũng có mức độ thôi chứ Đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải viết câu này như thế nào Đây có thể coi là phần luyện tập viết câu Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nhé thứ nhất chúng ta sẽ có hai vế đúng không thực ra là tiếng việt nó là hai câu nhưng mà trong tiếng nhật chúng ta có thể tách thành hai vế thì cái cái gì nhỉ? cái tình huống đấy, cái tình huống mà khiến người ta đưa ra kết luận ấy thì thông thường với mẫu câu uh, nimo Hodogaru dô tự chúng ta có thể dùng dạng tổ ạ đây tổ ạ hoặc các bạn có thể dùng dạng nan tẻ nhá thì ở đây xin giới sẽ dùng dạng uh, nan Đây dạng nan tẻ vậy về trước là gì? Về trước là mai có bài kiểm tra mà lại chẳng thèm học hành gì đúng không? Cái này thì ra rất là đơn giản rồi. Mai có bài kiểm tra sẽ là Ashita. Đúng nhỉ? Bài kiểm tra sẽ là Testo. Các bạn có thể dùng là Testo na no ni hoặc các bạn có thể dùng là Testo ga aru no ni. Đấy. Ashita Testo ga aru no ni là mai có bài kiểm tra vậy mà nhá, nó chính là ý nghĩa của mà lại đấy. Vậy mà chẳng thêm hoành gì đúng không? Zen 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 bên tê shite inai đúng nhỉ? Hiện tại là nó vẫn đang không học gì cho nên là chúng ta sẽ dùng cái dạng thức như vậy ví dụ đứa bạn thân ấy mai thì rồi mà cứ thấy nó chơi điện tử thôi chẳng học hành gì thì mình có thể nói ra câu này. Ashita ga là vế đầu tiên xong vế sau là lười cũng có mức độ thôi chứ thì chúng ta biết rồi cái từ lười ấy nó là Namakeru đúng không? Là dạng động từ thể từ điển rồi. Vậy thì các bạn chỉ việc để là Namakeru đúng không nhỉ? Nimo Kodo Ga Aru Đấy, có thể thêm từ dỗ hoặc là từ dỗ vào nhé. Thể hiện cái sắc thái nghĩa của từ chứ. Thì đó là gì nhỉ? Đó là cái cách viết câu. Thì các bạn hãy tự nghĩ ra những cái câu uh, cho riêng mình và tập viết nó. Thì khi mà viết câu các bạn có thể luyện tập được rất là nhiều thứ ví dụ như là luyện tập được ngữ pháp, luyện tập được từ vựng, cách đặt câu và đặc biệt đấy là khi mà các bạn viết nhanh viết tốt, câu các bạn hình dung ra trong đầu tốt ấy thì các bạn có thể cái kỹ năng nói của bạn cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Thì các bạn hãy tự viết những cái câu cho riêng mình nhá. Đặc biệt là với trình độ N1 thì những cái câu đấy nó sẽ tương đối khó. Nếu các bạn không viết được câu dài các bạn có thể gì nhỉ? Các bạn có thể dùng những câu ngắn ngắn thôi cũng được. Thì đấy là cái phần nội dung bài học ngày hôm nay Thì uh, rất là hy vọng các bạn sẽ thích cái chuỗi video học ngữ pháp này Không chỉ là trình độ N1 mà sau này Sensei sẽ làm các video về uh, N2, N3, N4, N5 Mong các bạn chú ý theo dõi và các bạn hãy uh, uh, tích cực uh, ủng hộ Sensei qua các bài viết ở trên Facebook fanpage Facebook Ánh uh, Sensei cũng như là theo dõi các video trên YouTube Ánh Sensei. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.